Hello các bác anh em nhá. Motivity lại lên ngôi rồi. Thế là Motivity mà các bác lắp vào karaoke, phòng trà, phòng hát, quán cà phê thì không chịu các bạn. Motivity nó vẫn là ông hoàng nhạc Việt. Đấy. Nó chi tiết, nó ngọt ngào, nó du dương và nó khỏe mạnh nhá, bền bỉ. Thì cái này sẽ lắp vào Vân An thuộc chính hình Hải Dương. Loa Motivity MTV 12 Plus. Đẹp lắm ạ. Con này đẳng cấp rồi. Chắc chắn nhá. Đẳng cấp luôn. Con này sản xuất lắp ráp tại Ím nhá. Đấy. MV 12 Plus không chịu được. Công suất khởi động là 350 8 ohm. Nhập khẩu chính hãng nguyên thùng nhá. Thì nhà chủ người ta có cặp BB rồi thì bên em tận dụng. Đấy. Những đồ này cho anh em. Làm loa center thôi. Đấy. Cặp này. Này chắc là làm lại này. Vậy. Yeah. Thôi làm lại cũng được, chả sao cả. Nó chỉ lắp cặp này với cặp kia nữa. Nhà chủ có hai đôi này thì tận dụng cả hai. Sơn xin lại cho đẹp. Đấy. Và một quả súp màu web đẳng cấp nhá. Của Tây. Đồng bộ BS Audio. Tải BS BS là A 1200. 120 1204 và S10 này. Rồi là lâng tiếng mic DB Autic 55 Plus. Đấy. Đây em sẽ tiến hành thi công nhá. Bạn nào có nhu cầu bộ hát hay là phòng trà, quán hát trong nghe liên hệ với em nhá. Chuẩn luôn.